Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã nghe thăm kênh của Ngọc. Mình Ngọc cuộc sống Mỹ. Thú vị, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ hai cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị đó là cái việc mà bên tiểu bang Georgia họ có đưa ra một cái thông báo chính thức. Ngọc muốn chia sẻ là sau ngày 26 tháng 12, mình cứ tiếp tục khai báo, tiếp tục certify, tiếp tục request payment để mình xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Vì sao thì họ sẽ giải thích sau đây để Ngọc chiếu lên màn hình cho quý vị xem. Và cái nội dung thứ hai Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị đó là những cái thay đổi giờ chót trong cái quá trình đàm phán của ngày hôm nay liên quan đến cái gói cứu trợ thứ hai. Hiện giờ người ta muốn bỏ đi những cái râu ria không có cần thiết, có thể đợi đến tháng 1 năm 2021, lúc đó bàn tiếp cũng được. Nhưng mà hiện giờ cái điều mà họ muốn thêm vào đó là tấm stimulus check. Có thể nó không phải là 1.200, có thể nó chỉ là 600, 700 thôi, nhưng mà họ muốn đưa vào để hỗ trợ cho người dân. Những cái việc này là những cái việc làm cấp bách, còn những cái rau ria khác thì đợi, hả quý vị? Và cái gói này họ chỉ muốn giữ ở một cái mức là khoảng là 900 tỷ đến 1.000 tỷ thôi. Như vậy thì ở đây cái câu hỏi được đặt ra là khi mà họ đưa vào cái tấm check á, thì cái tiền trợ cấp thất nghiệp 300 trên tuần này có bị loại ra hay không? Thì Ngọc chia sẻ cho quý vị trong cái video này luôn nha quý vị. Thì bây giờ để mà chia sẻ cái nội dung đầu tiên, thì Ngọc đã nói rồi, ở tiểu bang Georgia họ đưa ra kênh cái trang Twitter của họ. Thì họ nói rằng á là những cái người mà đang xin tiền trợ cấp thất nghiệp, họ khuyến khích những người này, tức là cô chú anh chị nào mà đang lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Georgia, mà Ngọc nghĩ là những cái tiểu bang khác cũng tương tự như vậy nha quý vị. Nếu như quý vị xem cái video này mà ở những cái tiểu bang khác thì Ngọc nghĩ là quý vị nên làm những cái điều này. Ví dụ như trên cái hồ sơ UI online của mình, người ta cho phép mình tiếp tục khai báo cho những tuần sau ngày, từ ngày 27 trở lên, thì quý vị nên tiếp tục khai báo để mà mình request payment, mình xin cái tiền trợ cấp thất nghiệp cho những cái tuần tiếp theo. Mặc dù là cái tiền người ta không có cho nên người ta không cho, tuy nhiên cái khả năng để mà cái gói cứu trợ thông qua thì họ sẽ chờ xem cái khả năng thông qua, cái khi nào mà họ thông qua. Và nếu như mà người ta nói là in the event, có nghĩa là nếu như ha, có thể là họ sẽ thông qua, cho nên là bây giờ họ nói là nếu như mà bên quốc hội họ thông qua một cái gói cứu trợ mới thì cái chương trình mới này sẽ được thực thi, hoặc là cái chương trình hiện giờ các bạn đang nhận sẽ được tiếp tục gia hạn và cập nhật ở trên trang sở thất nghiệp của tiểu bang Georgia, và hoặc là ở Facebook hoặc là ở Twitter, những cái social platforms. Ok, như vậy là nói đi nói lại thì cái một cái việc mà mình cần làm chính thức là ở tiểu bang Georgia, trong cái video này Ngọc dẫn chứng cho quý vị đó là cứ tiếp tục khai báo sau ngày 26 tháng 12. Nếu như mà mình vào đó mình khai báo thì họ cho phép mình khai báo. Nhiều khi á, mình vào đó nhưng mà cái tuần đó nó không có hiện ra thì mình không có thể khai báo được, nhưng mà nếu nó hiện ra thì mình mới cứ tiếp tục khai báo nha quý vị. Nếu như mà ở những cái tiểu bang khác thì mình cứ thử cái hồ sơ của mình xem sao. Nếu như người ta cho mình khai báo, mình cứ khai báo như vậy. Tiền thì chưa về thì mình cứ đợi đi, khi nào cái luật mới nó thông qua thì cái đó thì mình tính tiếp ha. Rồi bây giờ những cái thay đổi giờ chót trong cái gói cứu trợ thứ hai thì như thế nào? Thì hiện giờ Ngọc biết là họ muốn giữ cái gói cứu trợ này khoảng đâu đó 900 tỷ, 1.000 tỷ thôi. Cho nên khi mà họ muốn thêm vào cái tiền stimulus check á, thì cái gì họ lấy ra? Thì bây giờ Ngọc mình chia sẻ như thế này. Quý vị biết á, là Thượng nghị sĩ Sanders với lại Thượng nghị sĩ Hawley, hai người này họ thúc đẩy và họ tìm mọi cách để mà họ đưa cái tiền 1.200 vào, cái tiền 1.200 giống y chang đợt một vậy á. Đó, thì Saunders nói rằng hiện giờ sau cái gọi là cái cuộc đàm phán của ngày hôm nay á, thì ông Saunders ông nói là đây là một cái khởi đầu tốt, và ông Hawley ông cũng nói là đây là một cái movement tốt ha,
Như vậy thì họ đã đấu tranh được một cái gì đó mà họ muốn, thì cái tiền 1.200 giống đợt một này á, nó không hoàn toàn là như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đưa vào cái gói cứu trợ này khoảng 600-700 thôi. Như vậy là cái gói mà 916 tỷ đối với vậy thì chính quyền Tổng thống Trump cũng đưa vào cái tiền 600-700 nhưng mà họ lại cắt cái tiền 300 trên tuần. Nhưng mà ngày hôm nay á, cái gói cứu trợ của ngày hôm nay sau khi mà người ta họp xong thì Thượng nghị sĩ John Thune trả lời báo chí rằng trong cái gói cứu trợ này họ sẽ giữ lại những cái điều sau. Điều thứ nhất là họ sẽ thêm vào cái tiền stimulus check 600 hoặc là 700 đô mỗi người. Không biết là trẻ em là được bao nhiêu, có thể là trẻ em sẽ bằng số tiền như vậy. Nhưng mà họ vẫn giữ tiền trợ cấp thất nghiệp ở cái mức là 300 trên tuần nhớ vậy. À, trong cái gói 916 tỷ là họ cắt cái phần này, nhưng mà trong cái gói mới này, cái gói hiện giờ trong ngày hôm nay người ta đưa tin á là có tiền 600 nè, có tiền 300 trên tuần nè, và trong đó có 325 tỷ cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Thì 325 tỷ thì có thể là bao gồm EIDL, và trong đó nó có trích ra khoảng là 257 tỷ cho cái chương trình PPP. Thì hiện giờ Mitch McConnell muốn gọi là hỗ trợ cho phần chính là những cái nhà hàng, nhưng mà ông Chuck Schumer ông muốn đưa vào một cái phần nữa là cho những cái ngành nghề liên quan đến cái lĩnh vực giải trí nữa vậy, chứ không phải là nhà hàng không, bởi vì họ cho rằng đây là những cái lĩnh vực mà họ khó có thể vực dậy, và nếu như mà vực dậy thì chỉ là ở một cái mức độ chậm chậm thôi, và trong những cái tháng qua, những cái tháng kéo dài như vậy họ liên tục mất thu nhập và giảm thu nhập rất là nhiều, họ không thể họ chống chọi gọi là có thể là vực dậy một cách nhanh được ha. Cho nên là hiện giờ trong cái gói cứu trợ này á, nó vẫn họ vẫn giữ cái phân phối vaccine, cái tiền hỗ trợ cho phân phối vaccine, tiền hỗ trợ cho các trường học, tiền hỗ trợ cho transportation, tiền hỗ trợ cho chăm sóc sức khỏe vân vân. Và cái điều mà ở đây Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, đây là một cái tín hiệu tốt, bởi vì sao? Họ đã bỏ qua một cái gọi là cái gì tôi muốn, tôi muốn cái này, tôi demand cái này ha. Nếu như không có cái này thì tôi sẽ không có giải quyết cho cái gói cứu trợ thứ hai. Thì bây giờ họ đã bỏ qua những cái đề, những cái gì mà họ rất là muốn, những cái tôi đó quý vị, thì bây giờ họ gác lại những cái đó. Đó là cái gì? Cái chừng cái quỹ mà hỗ trợ cho những cái tiểu bang và những cái chính quyền địa phương, bây giờ họ gác cái đó qua lại, tại vì cái đó là bên phía chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi rất là muốn bao gồm cái đó trong cái gói cứu trợ. Nhưng mà Mitch McConnell cũng nói rồi, ngày hôm qua ông nói, ngày hôm qua thì bốn người cùng với Mnuchin họp rất là trễ, và họ nói rằng là khi mà cái người tổng thống nhậm chức, không biết là ai, nhưng mà khi mà họ lên nhậm chức như vậy, cái chính quyền mới á, họ có một cái cơ hội nữa để họ thông qua một cái gói cứu trợ nữa, cho nên là dời cái này lại, để sau, tại vì cái này có thể là không có phải là cấp thiết lắm. Rồi nếu như mà dời cái đó lại thì phải dời cái này lại luôn, đó là những cái bảo vệ những cái người chủ doanh nghiệp khỏi bị kiện tụng vân vân liên quan đến pháp lý như vậy. Như vậy là state local dời lại, liability protection dời lại, đó là theo đề nghị của ông Mitch McConnell. Và cái này Ngọc đã đọc rất là nhiều bài báo, họ cũng chia sẻ là những cái chi tiết này, hai cái chi tiết này sẽ gác lại và tính sau, có thể là đợi tới tháng 1 năm 2021 họ sẽ quay trở lại đàm phán về cái vấn đề này. Tuy nhiên cái tiền chắc 600 hoặc là 700 và cái tiền mà 300 trên tuần và cái tiền PPP thì hiện giờ nó có khả năng, và Ngọc nghĩ cái xác suất mà họ thông qua cái này vào cuối tuần này nó rất là cao thưa quý vị. Thì mình cũng đợi xem thử thứ sáu ngày 18 tháng 12 thử xem thử họ thông qua như thế nào, kết quả như thế nào quý vị nha. Và Ngọc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn luôn chọn kênh của Ngọc để theo dõi những cái tin tức này. Chúc quý vị sức khỏe và cầu mong mọi sự được bình an. Hãy ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye.